Kính chào quý vị đã theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả sơ kết 6 tháng đầu năm. Côn Đảo cần phát triển giao thông hàng không để thu hút khách du lịch chất lượng cao. Nông dân với giải pháp khắc phục khó khăn trong vụ sau mùa mưa. Trẻ em nông thôn qua thị trục tàu dẫn khác sân chơi. Trong phần tin thế giới, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Mỹ Latin. Ấn Độ, Trung Quốc nỗ lực giảm căng thẳng biên giới. Mỹ có thể tiếp tục đóng cửa các lãnh sự quán của Trung Quốc. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ, gọi tắt là Ban chỉ đạo 138, và Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, gọi tắt là Ban chỉ đạo 389 quốc gia, đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm 2020, trong toàn quốc xảy ra 23.465 vụ vi phạm pháp luật hình sự, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, nổi lên vẫn là tội phạm có tổ chức, chủ yếu là bảo kê, tín dụng đen, đánh bạc trên không gian mạng. Về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, số vụ việc bị các lực lượng chức năng phát hiện xử lý giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019. Số vụ khởi tố giảm 14%. Theo báo cáo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, công tác của Ban chỉ đạo 138 và Ban chỉ đạo 389 quốc gia, tội phạm giết người tuy có giảm, song xảy ra nhiều vụ có hành vi giả mang, mất nhân tính. Đặc biệt, tội phạm chống người thi hành công vụ tăng hơn 21,7% so với cùng kỳ năm 2019. Hoạt động môi giới mại dâm, đánh bạc có chiều hướng gia tăng. Các lực lượng chức năng cả nước cũng đã phát hiện xử lý trên 75.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận đánh giá cao những kết quả công tác mà Ban chỉ đạo 138 và Ban chỉ đạo 389 quốc gia các cấp đã đạt được trong 6 tháng qua, đặc biệt trong thời điểm xảy ra dịch bệnh COVID-19. Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục tập trung đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản. Phó Thủ tướng Thường trực cũng nhấn mạnh, các cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có hành vi bao che, dung túng, thông đồng, thỏa hiệp, tiếp tay hoặc thiếu trách nhiệm để tội phạm hoạt động. Đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam do ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên giai đoạn 2011-2020. Tham dự buổi làm việc có ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thanh niên chiếm tỷ lệ 23% dân số tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và chiếm trên 40% lực lượng lao động toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, quyết định nhằm triển khai hiệu quả việc thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên, công tác thanh niên. Tại buổi làm việc về tình hình thanh niên, đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và các sở ngành liên quan trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phân tích làm rõ thêm chương trình thanh niên khởi nghiệp, nhất là với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, triển khai thực hiện các đề án, dự án về hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên giai đoạn 2011-2020. Mỗi năm, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã giải quyết việc làm cho ít nhất từ 5.000 đến 6.000 thanh niên. Trên 80% thanh niên được tư vấn về nghề nghiệp, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên đô thị xuống dưới 4% và thanh niên nông thôn xuống dưới 6%. Ông Nguyễn Xuân Định, trưởng đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, đề nghị tỉnh trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cấp các ngành trong việc thực hiện công tác thanh niên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với thanh niên trong tình hình mới. Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của đoàn kiểm tra Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, đồng thời yêu cầu các sở ngành liên quan
hoàn thiện báo cáo gửi về Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam trong thời gian tới. Thưa quý vị, sau 3 ngày làm việc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, sáng nay 23 tháng 7, Đại hội Đảng bộ huyện Long Điền lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc. Tại phiên bế mạc, Đại hội đã thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Long Điền, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Long Điền, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 39 đại biểu. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Long Điền đã bầu Ban thường vụ huyện ủy gồm 11 thành viên. Ông Lê Ngọc Linh được bầu giữ chức bí thư huyện ủy, các ông Nguyễn Bá Hùng và Võ Hữu Hạnh được bầu giữ chức phó bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu 23 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu 7 đại biểu vào Ủy ban kiểm tra huyện ủy. Cũng trong sáng nay 23 tháng 7, Đại hội Đảng bộ thành phố Bà Rịa lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra phiên trù bị. 235 đại biểu đại diện cho hơn 4.370 đảng viên trong toàn đảng bộ tham dự đại hội. Trong phiên trù bị, Đại hội Đảng bộ thành phố Bà Rịa lần thứ 6 đã tiến hành thảo luận về các nội dung dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Bà Rịa khóa 5, dự thảo nghị quyết đại hội, dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bà Rịa lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội diễn ra trong 2 ngày 23 và 24 tháng 7 năm 2020. Chuyển sang những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, so với những năm trước đây, việc đi lại giữa đất liền và côn đảo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thuận tiện hơn rất nhiều. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần tăng lượng khách tới côn đảo. Tuy nhiên, nếu muốn thu hút đối tượng khách chất lượng cao, côn đảo cần phát triển hơn nữa lĩnh vực giao thông hàng không. Và từ năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất phương án quy hoạch cảng hàng không Côn Đảo giai đoạn 2020 định hướng đến năm 2030 với trọng tâm nâng cấp cảng hàng không này từ hạng 3C lên hạng 4C để có thể đón được máy bay Airbus A320 sức chứa lên tới 180 khách. Diện tích sân bay sau nâng cấp khoảng hơn 132 ha, tăng 21,17 ha so với diện tích hiện hữu. Sân đổ tối thiểu 8 máy bay Airbus A320, nhà ga đáp ứng công suất 2 triệu hành khách một năm. Phương án điều chỉnh mở rộng cảng hàng không Côn Đảo sớm được phê duyệt và triển khai sẽ giải quyết được cơ bản nhu cầu vận chuyển hành khách đến Côn Đảo bằng đường hàng không. Du lịch Côn Đảo trong những năm qua luôn đạt được mức tăng trưởng cao. Lượng khách du lịch đến Côn Đảo tăng bình quân 20,05% năm, doanh thu du lịch tăng 15,51% năm. Sự tăng trưởng của lĩnh vực du lịch có một phần đóng góp không nhỏ của ngành giao thông. Ngoài các tàu vận chuyển khách bằng đường thủy đã có từ trước, hiện Côn Đảo có thêm tàu cao tốc Express 36 chạy tuyến Vũng Tàu Côn Đảo, sức chở gần 600 khách một chuyến, tần suất hoạt động 6 chuyến một tuần. Tàu khách chạy tuyến Cần Thơ Sóc Trăng Côn Đảo, sức chở gần 600 ghế với tần suất một lượt đi và một lượt về một ngày. Các phương tiện này rút ngắn thời gian đi lại giữa đất liền và Côn Đảo, chỉ còn hơn 3 tiếng một chuyến, thay vì khoảng 12 tiếng như trước đây, bằng tàu Côn Đảo 09 và 10. Khi có cái tàu gọi là cao tốc này thì đường đi rất là thuận tiện. Khi mà có thấy cái super đông được mở ra thì em thấy là cái lượng khách đến với Côn Đảo ngày càng nhiều hơn. Vì phương tiện ở Côn Đảo nó được mở mang rồi, thì từ Trần Đề mà ra đây thì nó cũng khá là thuận tiện so với việc là mình xuất phát từ Bà Rịa Vũng Tàu ra. Ở lĩnh vực đường hàng không, từ tháng 4 năm 2018, công ty trực thăng miền Nam đã thực hiện chuyến bay dịch vụ chuyên chở hành khách và hàng hóa bằng trực thăng từ sân bay Vũng Tàu ra Côn Đảo. Hàng tuần, trực thăng bay 2 chuyến khứ hồi một tuần vào thứ 6 và chủ nhật. Mỗi chuyến bay chở bình quân 22 khách. Sau đó, máy bay khởi hành từ sân bay Vũng Tàu lúc 13 giờ 30 phút và quay về lúc 15 giờ 30 phút, giá vé 2 triệu 200 ngàn đồng một lượt. Tuyến bay thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo và ngược lại được Vasco nâng tần suất khai thác cuối tuần lên 10 chuyến một ngày và 5 đến 6 chuyến bay một ngày thường. Tính luôn tuyến Côn Đảo Cần Thơ, có ngày Vasco khai thác 13 chuyến bay nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của hành khách.
Tại hội thảo phát triển du lịch Côn Đảo, các chuyên gia đều nhất trí cho rằng Bà Rịa Vũng Tàu cần có giải pháp kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xúc tiến nhanh việc nâng cấp sân bay Cò Ống. Bởi để phát triển giao thông hàng không, không thể không tính đến việc nâng cấp và mở rộng sân bay, nhà ga ở Côn Đảo. Bà Rịa Vũng Tàu cũng cần có chính sách kêu gọi các hãng hàng không đầu tư tuyến bay từ Côn Đảo đến các thành phố, đô thị du lịch lớn trong nước, hình thành các tuyến du lịch liên vùng, thu hút khách du lịch cao cấp. Hiện nay là chúng ta mới có tàu cao tốc đúng không ạ, và từ Sóc Trăng ra. Và nếu mà áp dụng hình thức thủy với cơ ra đảo, ra Côn Đảo, từ thành phố Hồ Chí Minh hoặc là từ một cái bến ở khu vực nào đó ở Bà Rịa này, hay là một cái cảng tàu đó, chúng ta sẽ đi thủy phi cơ ra đảo. Bởi vì ngắm cảnh, tức là một cái sản phẩm hấp dẫn nhất của Maldives chính là sản phẩm ngắm các cái hòn đảo từ trên cao. Tháng 3 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã gửi văn bản số 2761 đến Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương giải quyết các dự án trọng điểm của tỉnh, trong đó có liên quan đến các dự án cảng hàng không Côn Đảo, sân bay Cò Ống. Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị Thủ tướng xem xét, có ý kiến chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ngành liên quan sớm phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng hàng không Côn Đảo và triển khai đầu tư dự án nâng cấp sân bay Cò Ống nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện Côn Đảo. Thưa quý vị, trồng rau trong mùa mưa gặp nhiều bất lợi hơn là trồng rau trong mùa nắng do rau dễ bị ngập úng, dập lá trong mưa. Mùa mưa thì nhiều loại sâu hại trên rau lá cũng dễ sinh sôi, phá tán mạnh hơn. Vài năm trở lại đây, nhiều hộ dân trồng rau trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã mạnh dạn đầu tư nhà lưới, áp dụng kỹ thuật trồng rau thủy canh trên vàng để không phải phụ thuộc vào thời tiết, cũng là để nâng cao năng suất, chất lượng rau ăn lá. Trồng rau được hơn 5 năm, anh Nguyễn Văn Tiên ở ấp Tân Ro, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, thấu hiểu cây rau phụ thuộc vào thời tiết thế nào, chật vật ra sao mỗi mùa mưa đến. Đầu năm 2020, anh Tiến mạnh dạn đầu tư dàn lưới trên diện tích 6.000 m2, vườn rau gia đình. Chi phí đầu tư dàn lưới khá cao, đến 150 triệu đồng, nhưng hiệu quả mang lại thấy rõ. Trước đây, khi chưa có dàn lưới, sản lượng mỗi vụ rau vào mùa mưa khoảng 12 tấn, giảm 6 đến 7 tấn so với mùa nắng. Thì nay, vụ rau mùa nắng hay mưa đều như nhau, đạt 18 đến 19 tấn một vụ. Rau ít bị dập lá, tươi xanh hơn, giá cả ổn định hơn. Trồng rau mùa mưa thì nó rất vất vả. Thứ nhất là cách nên niếp, sới làm thì nói chung vất vả, mùa khô rất nhiều. Chúng tôi cũng quyết tâm thuê mượn, vay mượn rồi cũng đầu tư lên cái dàn lưới thì nó hiệu quả là nó đỡ bị cái dập lá, đỡ đốm. Từ tháng 2 năm 2020, ông Vũ Văn Bưởi ở ấp Tân Hà, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ đầu tư 120 triệu đồng làm dàn lưới cho rau. Có dàn lưới, mỗi lứa rau mùa mưa, ông Bưởi thu hoạch khoảng 9 tấn, gần bằng với số lượng vụ rau mùa nắng. Làm dàn lưới ở về cái mùa mưa ấy, thì mình yên tâm hẳn cái là không bị dập hay là nó bị đốm lá gì hết. Như mọi khi mà chưa làm dàn lưới, thường thường các cái đầu mùa mưa này là vẫn cứ bị đốm lá với lại dập. Mỗi khi mưa to là mình phải vất đi nhiều lắm. Cái năng suất của mình hầu như là nó giảm xuống tới 50%. Ngoài phương pháp trồng rau bằng dàn lưới, nhà màng, nhiều nông hộ trồng rau trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đang mạnh dạn thay đổi từ phương thức trồng rau truyền thống trên đất sang trồng rau thủy canh. Vừa giảm thiểu tối đa thiệt hại trong mùa mưa mà còn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người sản xuất cũng như người tiêu dùng. Khu vườn rau thủy canh hơn 1.000 m2 của ông Phan Tấn Nghiêm ở khu phố Hải Điền, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền được đầu tư công nghệ chăm sóc tưới nước tự động. Rau trồng trong nhà lưới không bị ảnh hưởng bởi thời tiết lẫn sâu bệnh nên không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Trồng rau bằng phương pháp thủy canh cũng cho sản phẩm đồng đều, an toàn và rút ngắn thời gian sinh trưởng, tiết kiệm diện tích đất. Trên cùng một đơn vị diện tích, năng suất của rau trồng thủy canh cao gấp 2 đến 3 lần so với rau trồng theo phương pháp truyền thống. Hiện trung bình mỗi năm, ông Nghiêm thu hoạch hơn 10 tấn rau. Mình đầu tư trong cái ống này thì đặc biệt cái mùa mưa này nó không có bị úng nước. Vì lúc nào nó cũng không có nằm dưới đất á, thì nó không có úng. Với cái thứ hai là có nhà màng, nhà lưới này thì nó cũng che chắn với cái nước mưa, nó dập nát cái rau. Thì hiệu quả nó cũng cao hơn là trồng ngoài rất nhiều. Giá cả thì có thể nó cao hơn ngoài, có thể gấp rưỡi đến gấp 2 lần.
Thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích trồng rau toàn tỉnh vụ mưa năm 2020 khoảng 1.500 đến 1.700 hecta, giảm gần 400 hecta so với vụ nắng. Và hiệu quả kinh tế từ trồng rau trên dàn lưới, trong nhà màng hay trồng thủy canh đang tạo ra hướng đi mới cho các nhà nông. Tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu khá cao, 1.000 mét vuông đất trồng rau trên dàn lưới hoặc trồng thủy canh từ 50 đến 120 triệu đồng. Nhiều nông dân không đủ điều kiện đầu tư, vì vậy nông dân rất cần chính sách hỗ trợ của nhà nước để chuyển đổi phương thức sản xuất. Chương trình thời sự tối tiếp tục với những tin tức khác. Thưa quý vị, Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí tán thành với nội dung của bản dự thảo và cho rằng bản dự thảo đã được ban soạn thảo chuẩn bị công phu, đề cập đến tất cả các mặt mạnh yếu trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, văn hóa, xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh khóa 6. Góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, các đại biểu thuộc Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cho rằng dự thảo không nên khoán chỉ tiêu số lượng phát triển đảng viên mới cho cơ sở. Việc xây dựng chỉ tiêu phát triển đảng viên mới cần được xây dựng từ cơ sở dưới lên. Có như vậy mới sát thực tế, tránh việc phát triển sao cho đạt chỉ tiêu, lấy thành tích, không đảm bảo chất lượng. Tỉnh cũng cần đưa ra chủ trương nâng cấp trường cao đẳng sư phạm lên thành trường đại học sư phạm cho phù hợp với xu hướng đào tạo mới hiện nay. Tiếp nối chương trình thời sự tối nay là ghi nhận về những hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Đoàn đại biểu của tỉnh do ông Nguyễn Văn Đồng, trưởng ban dân vận tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm các mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với đất nước tại huyện Xuyên Mộc. Lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với đất nước. Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức trao tặng căn nhà tình nghĩa cho một thương binh 4/4, ngụ tại thôn Suối Tre, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ. Căn nhà được xây dựng trên diện tích 50 m², với tổng kinh phí 98.500.000 đồng, trong đó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Quân khu, của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo chính quyền địa phương đối với những người có công với đất nước, với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế. Thưa quý vị, nghỉ hè là thời gian trẻ em được vui chơi thoải mái, thế nhưng cứ mỗi khi đến hè, phụ huynh lại canh cánh nỗi lo về sự an toàn cho trẻ. Thực tế cho thấy, không gian vui chơi giải trí an toàn cho trẻ em tại Bà Rịa Vũng Tàu còn quá ít, nhất là ở những khu vực nông thôn. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, ở thành thị, trong những ngày hè, hình ảnh của đại bộ phận trẻ em vẫn là quanh quẩn ở nhà, dán mắt vào tivi, máy tính, điện thoại. Ở khu vực nông thôn, sân chơi của nhiều trẻ em là những khu đất trống, có khi là những con sông, con suối, nơi hiểm nguy luôn rình rập. Đây là lý do vì sao trẻ em nghiện game online hay bị tai nạn thương tích thường gia tăng trong dịp hè. Chỉ tính từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh có 40 trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, trong đó chiếm 50% là do tai nạn đuối nước. Còn tính riêng 6 tháng đầu năm nay, cả tỉnh có 16 trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, thì 10 em bị đuối nước. Nói chung thì những rào trắng, chào hàng rào chắc hết rồi. Tại vì nói chung thì hồ này chỉ thiết kế để tưới tắm tiêu thôi, được đựng nước thôi. Sau này là bé nó xuống nó chơi là nó cái sân mở cửa là nó rớt xuống là nó bị tai nạn thiếu đuối nước vậy thôi. Ba mẹ nó mới nó đang hái tiêu, đó, nó cho không biết, có sao phát hiện ra bé nó đã mất rồi. Dạ, chơi game thì rất vui, chơi chung với mọi người. Với lại ở nhà thì không có gì chơi, chỉ lâu lâu mới đi tắm biển rồi. Ngoài chơi game thì ngoài đọc truyện với lại nghe nhạc thôi. Còn ở ngoài đâu có gì, không có gì chơi cho nên con mới đi chơi game. Dù các cấp các ngành chức năng và từng địa phương đã rất nỗ lực, song việc tạo ra sân chơi cho trẻ em trong dịp hè chưa được cải thiện đáng kể. Những ngày hè thì con ở nhà, con rửa chén, phụ ba mẹ giúp việc nhà.
thì ít khi con được đi chơi lắm. Thì con cũng dạy em đồ, dạy em đồ học đồ. Ít khi ba mẹ chở đi chơi lắm, có khi anh hai chở đi chơi. Con muốn được đi chơi á, cũng như là đi chơi công viên, rồi tắm hồ bơi gì đó. Nếu có nhiều sân chơi thì tụi con một tuần sẽ chơi cỡ 2-3 lần, còn dành thời gian cho sân chơi nhiều hơn. Ước là ở Long Hải này là phải có cái một sân vui chơi cho trẻ nó chơi thì vui vẻ, mà ở đây không có, biết là không có. Rất biết là không có. Mỗi khi mà muốn chơi vô chơi là vô trong gì trong Phước Lâm gì đó, đó trong mà chỗ sân chơi trong đó là quá xa. Nhiều khi mình không đó có điều kiện đâu, mình chở con cháu mình đi. Nó nhưng mà ước là ở đây phải có để cho con cháu chiều rồi nó ra nó chơi. Dịp hè năm nay, các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục nỗ lực tạo sân chơi cho trẻ em hướng về khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, nhất là tổ chức dạy bơi miễn phí cho 2.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Song song đó, các tổ chức đoàn thể cũng đẩy mạnh hơn chương trình sinh hoạt hè, sân chơi văn nghệ, thể thao cho thiếu nhi. Trong số này, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp truyền hình BRT được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu duy trì năm thứ hai là một trong những hoạt động thu hút nhiều em nhỏ tham gia. Vừa tạo ra sân chơi thể thao lành mạnh, vừa tạo cơ hội cho những ước mơ bóng đá được chắp cánh. Thưa quý vị, hơn 4 triệu ca mắc COVID-19 đã được ghi nhận ở khu vực Mỹ Latin và vùng Caribe, một nửa trong số đó thuộc về Brazil. Số liệu chính thức vừa được công bố cho thấy diễn biến dịch bệnh phức tạp tại một trong những điểm nóng trên bản đồ COVID-19. Tính đến 15 giờ chiều nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã sắp xỉ 15,4 triệu ca, trong đó hơn 630.000 ca tử vong. Mỹ Latin là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 trên thế giới, với hơn 4 triệu ca mắc và gần 173.000 ca tử vong. Đây cũng là con số mắc bệnh kỷ lục so với bất kỳ khu vực nào ngoại trừ Bắc Mỹ và tỷ lệ tử vong cao nhất trong số bất kỳ khu vực khác ngoại trừ châu Âu. Đáng lo ngại hơn khi nhiều nước Mỹ Latin đã bắt đầu nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội bất chấp virus SARS-CoV-2 vẫn lây lan nhanh. Hiện Brazil ghi nhận 2,2 triệu ca mắc COVID-19, trong đó gần 83.000 ca tử vong, là nơi bùng phát dịch nghiêm trọng thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Trong 24 giờ qua, Brazil đã thiết lập một kỷ lục mới về số ca mắc mới trong ngày với gần 68.000 trường hợp. Còn Tổng thống Jair Bolsonaro hôm qua lần thứ ba có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Peru, Mexico và Chile cũng nằm trong danh sách 10 nước có số ca nhiễm cao nhất với hơn 300.000 trường hợp mỗi nước. Riêng tỷ lệ tử vong ở Mexico cao thứ tư thế giới ở mức hơn 40.000. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo trong 24 giờ qua, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 22 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 19 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 3 ca nhập cảnh. Hàn Quốc cũng có số ca nhiễm mới trong cộng đồng cao nhất trong gần 3 tuần qua. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, trong 19 ca lây nhiễm mới trong cộng đồng, 18 ca tập trung tại vùng tự trị Tân Cương và 1 ca tại tỉnh Liêu Ninh. Không có ca tử vong nào do COVID-19 trong ngày 22 tháng 7 tại Trung Quốc đại lục. Trong khi đó, Hàn Quốc ghi nhận hôm qua là ngày có số ca lây nhiễm mới trong cộng đồng cao nhất trong 18 ngày qua, với 39 trường hợp. Số ca nhiễm mới trong cộng đồng dưới 50 ca một ngày. Chính phủ Hàn Quốc đã điều chỉnh biện pháp siết chặt phòng dịch áp dụng với thủ đô Seoul và vùng phụ cận. Bộ Y tế Đức và chính quyền các địa phương đã nhất trí sẽ tiến hành xét nghiệm COVID-19 ngay tại sân bay đối với khách nhập cảnh đến từ các quốc gia có nguy cơ cao. Dự kiến kế hoạch chi tiết sẽ tiếp tục được thảo luận để sớm triển khai. Theo thống nhất giữa Bộ trưởng Y tế Liên bang và Bộ trưởng Y tế 16 bang của Đức, các cơ sở xét nghiệm sẽ được lập ngay tại các sân bay. Tuy nhiên, giới chức sân bay nước này cho biết, nhân viên tại đây không có khả năng tiến hành xét nghiệm và công tác này phải được bên y tế triển khai thực hiện. Hiện người nhập cảnh Đức từ các nước có nguy cơ cao phải tự cách ly trong 14 ngày, dù biện pháp này rất khó thực thi và kiểm soát. Theo kế hoạch mới, những trường hợp nhập cảnh Đức từ những nước có rủi ro thấp như Pháp, Tây Ban Nha, Hy Lạp và hầu hết EU khác sẽ không cần phải xét nghiệm ở sân bay. Những nước còn lại đều nằm trong diện có nguy cơ cao.
ngày 22 tháng 7, Đức đã ghi nhận hơn 500 người nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên hơn 202.000 người và hơn 9.000 người tử vong. Truyền thông Ấn Độ sáng nay đưa tin nước này và Trung Quốc đã nhất trí không tuần tra trên bộ hoặc sử dụng thiết bị bay không người lái trong phạm vi 10 km từ các điểm căng thẳng dọc đường ranh giới thực tế ở khu vực Ladakh. Trang mạng The Hindu dẫn lời giới chức Ấn Độ cho biết đây là một biện pháp để hai bên xây dựng lòng tin với nhau. Quân đội hai nước Trung Ấn nhất trí không thực hiện bất kỳ bước đi nào có thể làm chệch hướng các cuộc đàm phán hạ nhiệt căng thẳng trong quan hệ song phương. Cũng theo trang mạng trên, quân đội Trung Quốc hiện vẫn tiếp tục đóng quân tại các vị trí trong phạm vi 1,5 km tính từ đường ranh giới thực tế. Khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc căng thẳng sau một loạt cuộc đụng độ đầu tháng 6 vừa qua giữa binh lính hai bên ở Đông Ladakh thuộc vùng lãnh thổ Kashmir. Đến nay, các tư lệnh quân đoàn của quân đội hai nước đã tổ chức 4 vòng đàm phán để giảm leo thang căng thẳng tại khu vực biên giới trên. Tổng thống Mỹ ông Donald Trump cho biết ông có thể yêu cầu đóng cửa thêm các lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston. Động thái được cho là sẽ làm quan hệ song phương tiếp tục xấu đi. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định ông luôn có thể yêu cầu đóng cửa thêm các cơ sở ngoại giao của Trung Quốc. Ngoài đại sứ quán ở Washington, Trung Quốc có 5 tổng lãnh sự quán tại Mỹ. Trước đó, Mỹ giải thích lý do đóng cửa tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston là nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thông tin cá nhân của người dân Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc đã cho rằng đây là một động thái vô lý, là sự leo thang chưa từng có tiền lệ có thể phá hoại quan hệ song phương, đồng thời cảnh báo sẽ có hành động đáp trả tương xứng. Mưa lũ tại Nepal vẫn tiếp tục diễn biến khó lường. Một video gần đây ghi lại hình ảnh một người đi xe máy cố gắng vượt qua đường khi dòng nước xiết vẫn đang chảy. Cả người và xe bị nước lũ cuốn trôi. May mắn anh đã được rất nhiều người bên đường cứu thoát khỏi tử thần trong gang tấc. Video ghi lại hình ảnh một người đi xe máy cố gắng lái xe qua đường trong dòng nước xiết. Ngay lập tức, cả người và xe bị nước cuốn trôi. Nhưng may mắn, được một số người kéo lại. Từ tháng 6 đến nay, lũ lụt và lở đất đã cướp đi sinh mạng của 134 người tại Nepal. Lũ lụt và lở đất cũng đã phá hủy nhiều cầu đường, nhà cửa, hoa màu, gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng tại quốc gia châu Á này. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 23 tháng 7, chiều nay, nhiều nơi trong tỉnh có mưa lớn, tập trung ở các khu vực huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc. Nguyên nhân là do tác động của đợt nhiễu động gió đông từ biển thổi vào. Trong đêm nay, nhiều nơi tiếp tục có mưa, có nơi mưa to. Mưa dông sẽ duy trì trong khoảng 2-3 ngày tới. Trưa và chiều mai, trời lại tiếp tục nắng mạnh, mức nhiệt cao nhất dao động từ 31-33 độ, thấp nhất từ 24-26 độ. Tình trạng thời tiết nắng mưa thất thường khiến việc đi lại khó khăn, đặc biệt khi mưa lớn. Mọi người nên hạn chế di chuyển ngoài đường vì dễ xảy ra các hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có thể xuất hiện sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy, ngày mai trời nắng. Gió đổi hướng nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ, độ ẩm tương đối 78-92%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có thể xuất hiện sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Ngày mai trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 25 độ, nhiệt độ cao nhất 32 độ, độ ẩm tương đối 81%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo có mưa rào và dông rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông còn có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Tại Vũng Tàu ngày 24 tháng 7 năm 2020, mực nước cao nhất 370 cm xuất hiện lúc 4 giờ, thấp nhất 10 cm xuất hiện lúc 21:30. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam.